Bảo đảm an toàn trong quá trình thi công công trình là một trong những điều kiện bắt buộc khi triển khai dự án. Tuy nhiên, trong quá trình thi công một số dự án trên địa bàn thành phố Hưng Yên, công tác bảo đảm an toàn chưa được các đơn vị nhà thầu cũng như chủ đầu tư chú trọng. Điển hình trên quốc lộ 38B, đoạn qua địa phận xã Trung Nghĩa và đường Triệu Công Phục thuộc địa bàn phường Hiến Nam. Cả hai tuyến trên đơn vị thi công đang triển khai dự án lát vỉa hè. Tuy nhiên, quan sát thực tế, công tác bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công chưa được thực hiện. Không có người cảnh giới, hướng dẫn giao thông, không có rào chắn tạm thời, không có biển hiệu của đơn vị thi công, chủ đầu tư dự án, không có lý trình hay tên đơn vị thi công. Tuyến đường kể trên là tuyến huyết mạch, có số lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông. Việc đơn vị thi công chưa thực hiện nghiêm và đúng các quy định trên đã gây cản trở cho người và phương tiện khi lưu thông qua đây, đặc biệt là tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông. Được biết, do không tuân thủ các điều kiện đảm bảo an toàn trong lao động, đầu tháng 5 năm 2021, trên địa bàn xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm một người tử vong. Nguyên nhân là do trong lúc làm việc cùng nhóm thợ, nạn nhân đã bị tấm bê tông đổ sập vào đầu. Để tránh tai nạn xảy ra, các đơn vị thi công cần tuân thủ nghiêm quy định về đảm bảo an toàn trong quá trình thi công các công trình.